Nói chung là hơi chặt chém xíu nha ha. Rồi lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào đến Trúc Nhân. Gửi lời chào đến chị Tám Sài Gòn. Trúc Nhân ơi, thì cái đầu tiên là cái cảm giác của Trúc Nhân như thế nào khi mà cái MV của mình vừa chiếu xong màn hình ở trên rạp là tất cả mọi người đứng lên vỗ tay. Kim Thanh có cảm giác giống như là được xem một cái bộ phim rất là hay, ví dụ như ở Hollywood mà trình chiếu tại Việt Nam á, sau một cái bộ phim rất là hay là mọi người cùng đứng lên vỗ tay. Thì thật sự là lần này là mình cũng thấy hiếm, đi họp báo bao nhiêu năm mình mới thấy được cái cảnh đó và mọi người lại muốn xem cái MV lần thứ hai. Thì không biết là cái cảm xúc đó của Trúc Nhân là như thế nào? Kính chào quý vị khán giả. Đến thời điểm hiện tại, Trúc Nhân vẫn đang còn cảm thấy rất là xúc động. Tại vì 4 năm rồi từ sau cái MV Thật Bất Ngờ, Trúc Nhân mới dám làm họp báo lại. Tại vì Trúc Nhân có một cái cảm giác và một cái linh cảm rằng là với cái bài hát này và với cái MV này thì mới đủ lực để mà làm họp báo, để mà có thể mời mọi người dành thời gian quý báu để đến với mình được. Và không ngờ, cái điều đó là cái điều Nhân không bao giờ dự đoán trước được hết. Hồi giờ Nhân hát, mọi người đứng lên vỗ tay, cái chuyện đó Nhân gặp rất là nhiều rồi. Còn cái chuyện ra mắt họp báo mà coi xong một cái MV mà đứng lên vỗ tay là một cái chuyện Nhân không bao giờ tưởng tượng tới hết trơn á. Cho nên là cái ngày hôm nay có thể nói là cái ngày mà những giọt nước mắt hạnh phúc quý giá nhất ở trong cuộc đời và trong sự nghiệp của Trúc Nhân. Thật ra là cái ý tưởng này á, là mình bắt đầu từ bài hát hay là mình có một cái ý tưởng trước rồi đặt hàng hay là như thế nào ha? À, thật ra cái ý tưởng này nó bắt nguồn từ cái bài hát. Giống như mà tất cả mọi người nếu mà coi được cái đoạn phỏng vấn mà anh Nguyễn Hải Phong chia sẻ, đó là nhạc sĩ Mr. Amazing phải biết đến bài thứ ba, Trúc Nhân mới chọn cái bài thứ ba để làm trong cái album của mình. Là có nghĩa là nhạc sĩ Mr. Amazing đã viết ra rất là nhiều cái chủ đề cho Trúc Nhân, và Trúc Nhân lựa chọn cái chủ đề này, và từ cái chủ đề này Trúc Nhân mới bắt đầu phát triển lên là tiếp theo mình làm cái gì cho nó. Chứ còn cái về cái chủ đề này mà để nghĩ ra cái chủ đề mà đặt nhạc sĩ viết cái thì Nhưng thật sự là nhưng không nghĩ tới cái chuyện đó luôn á. Nhưng mà những cái phân cảnh cũng như là cái yếu tố tạo nên những cái yếu tố rất là drama trong MV đó là cái ý tưởng của Đinh Hà Uyên Thư hay là của Trúc Nhân? Drama ví dụ đoạn nào chứ? Từ cái việc mà đi pha đám cưới chẳng hạn À cho cái tới những cái ở trong những cái phòng tắm hơi cho đến khi mà ý ví dụ mình nói là đồng phòng chẳng hạn đi. Thật ra thì cái kịch bản này á, là do Trúc Nhân cũng như là chị Đinh Hà Uyên Thư đã cùng với nhau bắt tay vào để mà làm nên được một cái kịch bản như thế này. Nhưng mà về cái ý tưởng mà nền của cái sản phẩm này là đi phá đám đám cưới với bạn trai á, là ý tưởng của Trúc Nhân. Tại vì Trúc Nhân cảm thấy với cái bài hát này mà chàng trai đang sánh bước bên em đằng nào cũng thuộc về anh, mà làm một cái nhân vật LGBT mà đi giành giật bạn trai với một cái cô gái thì cái hình ảnh đó nó hoàn toàn không đẹp một tí nào hết. Và bây giờ mình phải làm cho cái nhân vật này vừa vừa cảm thấy hơi đáng thương một chút, nhưng mà đằng sau cái sự đáng thương đó là một cái sự kiêu hãnh, một cái sự tự tin rất là bất khuất. Kiểu là ok, có thể là tôi bị anh đối xử không tốt đó, nhưng tôi sẵn sàng, tôi chúc phúc cho anh, tôi sẵn sàng, tôi chúc phúc cho anh, tôi sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả những cái mà anh đã làm với tôi để tôi tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Đó là lý do vì sao cái hình ảnh ở cuối MV á, chị thấy không, nó lồng ghép cái hình ảnh đó là lý do vì sao, chị biết không, cái hình ảnh ở cuối MV á là em vừa đi, em lồng ghép với hình ảnh là tất cả các bạn chạy lên và tung bay nhảy múa rất là sảng khoái và vẫn đi ở trên cái con đường của chính mình. Và cái after credit là cái điều nói lên tất cả, có nghĩa là cái cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra, vợ của anh nó cuối cùng cũng sẽ biết anh là người như thế nào. Cũng sẽ sáng mắt ra. Đúng rồi, còn em chỉ ngừng ở ở cái đoạn là vợ chồng nhìn nhau đờ, còn cái chuyện mà họ giải quyết cái vấn đề này, họ chấp nhận hay không thì đó lại là chuyện của họ rồi. Thật ra cái khó khăn, cái gian nan và kể cả cái phần kinh phí mà trong cái họp báo Trúc Nhân có chia sẻ thì nó nghiêng về cái phần múa ở Thái Lan với những cái vất vả rất nhiều. Nhưng mà xem xong MV thì bản thân Kim Thanh tự hỏi là có nhất thiết là phải qua tận Thái Lan với những con người đó làm với những cái giá cả như vậy hay không, mà ở Việt Nam không lẽ không có đủ về nhân lực hay là tài năng để có thể là tạo ra được những cái cảnh như vậy? Thật ra mọi người nghe rằng là đi qua Thái Lan nhiều tiền hơn rồi sao không làm ở Việt Nam, đúng không? Nếu mà ai mà đã coi cái phân cảnh đó rồi á thì sẽ thấy một cái tháp bằng bằng sắt. Và nếu như em đặt cái đó ở ở Việt Nam á, cái kinh phí nó bằng một nửa tiền em mời cái nhóm nhạc Thái Lan luôn.
cái kinh phí nó rất là lớn, và để mà em thu thập được 35 dancer mà nhảy cùng với mình mà ai cũng có được cái nét duyên dáng, tại tại vì khi mà đóng LGBT mà mình làm không khéo á chị, nó rất là dễ gây phản cảm. Nhưng mà tất cả các bạn Thái Lan là từ trước đến giờ là đụng tới LGBT là các bạn cực kỳ duyên dáng luôn. Và em cảm thấy là các bạn ăn ngủ cùng nhau, các bạn là một cái team, một cái group. Nếu mà hồi nãy chị coi đó, chị thấy một cái động tác đập tay xuống đùi thôi các bạn cũng không trật một cái nhịp nào hết, cho nên đó là lý do mà vì sao em chọn cái nhóm nhảy này. Đã chứng kiến Trúc Nhân từ cái hồi mà Trúc Nhân mới đi thi cho tới bây giờ thì phải nói là thăng trầm trên con đường âm nhạc lẫn đường đời lẫn cuộc sống, nó có quá nhiều biến cố. Thì cho đến bây giờ rất là mừng cho Trúc Nhân. Thì còn nhớ là sau cái MV Thật Bất Ngờ có gặp gỡ Trúc Nhân thì Trúc Nhân có chia sẻ là chị ơi em thật sự là áp lực. Em không biết là cái MV sao em phải làm như thế nào để qua được cái Thật Bất Ngờ. Và em cảm thấy rất là bế tắc. Thì Kim Thanh còn nhớ cái phần chia sẻ đó mà nói chị ơi bây giờ trong cái tài khoản em chỉ còn có bao nhiêu đây tiền thôi, em không biết làm sao để có thể là tiếp tục theo nghề được. Thì tới bây giờ thì có khá nhiều MV rồi, và đến được cái sản phẩm lần này theo Kim Thanh nghĩ nó cũng nó tầm trong tầm tay của Kim Thanh khi đã xem cái Thật Bất Ngờ rồi. Nhưng mà hồi đó Kim Thanh có nói với Trúc Nhân là mình đừng nghĩ là mình phải cố gắng làm cái này cái nó phải vượt qua cái kia, mà mình chỉ cần làm khác đi. Thì không biết là cái ý tưởng cái MV này theo Trúc Nhân là nó nằm theo cái kiểu là đây là một cái kiểu khác đi hay là áp lực bắt buộc phải là qua cái kia. Thật ra thì trong tất cả các sản phẩm mà em làm á, cái điều mà em luôn tiên quyết nhất đó là cái này phải khác cái kia trước hết cái đã. Tuy rằng là em có áp lực nhưng mà em luôn biến cái áp lực đó thành cái sự cố gắng, chứ không phải là biến cái áp lực rồi đưa nguyên cái sự căng thẳng nó vào trong cái sản phẩm của mình. Đó, em cảm thấy cái điều đó là một điều rất là may mắn khi mà bản thân em sở hữu được. Tại vì khi mà bạn mang một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ rằng bạn làm nghệ thuật, bạn không muốn cái gì giống cái gì hết, và cái trước và cái sau nó phải khác cái trước, thì như vậy những cái sản phẩm mình tạo ra khán giả sẽ không bị nhàm chán. Cho nên là cái sản phẩm này nó xuất phát từ cái điểm là em muốn làm một cái gì đó khác từ trước đến giờ. Tại vì nhắc đến Trúc Nhân, mọi người thấy em hơi retro một tí, hơi hoài niệm một tí. Em làm cái Thật Bất Ngờ thì lại liên quan tới thời bao cấp rồi này kia. Em làm Ngồi Hát Đỡ Buồn cũng rất là lãng du. Rồi em làm cái Lớn Rồi Còn Khóc Nhẹ cũng là bắt ngược về quá khứ, và cũng là một cái gì đó từ từ trước giờ em đã làm rồi. Còn đối với cái bài hát này là em chưa bao giờ làm tất cả những cái điều này hết. Có ai thấy em nhảy gì mà nhiều đến mức độ vậy, chứ em nhảy gần hết 2/3 MV, và tất cả những cái đồ đạc em mặc cũng fashion, nó thời trang hơn tất cả những cái mà MV trước em đã từng mặc. Cho chị hỏi khoảng 3 câu rồi em hỏi chị quay lại hỏi tiếp. Câu hỏi này nó hơi thông thuận tay một chút xíu. Thật ra là cái MV này á, là mình làm với mục đích là kể như là mình cũng rất là ủng hộ các bạn LGBT. Nhưng mà thật ra là Trúc Nhân cũng biết là showbiz là các bạn đó rất là nhiều, và ngay cả Kim Thanh làm ở mảng phóng viên thì cũng rất là nhiều bạn ở trong cái hoàn cảnh y chang như là cái MV này, và chúng ta gặp gỡ những người đó hàng ngày. Thì Trúc Nhân có sợ là cái MV mình để mình giống như mình khuyến khích, giống như là mình động viên LGBT, nhưng mà nó lại truyền một cái thông điệp hơi có một số người có thể là hiểu là giống như là Trúc Nhân làm cái MV này giống như là vạch mặt tôi ha, tôi đang trong cái tình cảnh này, trong tình cảnh đó, mà cũng như là họ không dám công khai với gia đình, không dám công khai với bà xã của họ chẳng hạn. Thì giống như là Trúc Nhân hơi chọt, hơi chĩa tôi. Đó, thì có sợ là những cái đó nó phản ứng hay không, và cũng có thể là hơi sợ một cái thông điệp khác là với những người phụ nữ đó. Bây giờ người ta nói là trai đẹp đã hiếm mà lại còn yêu nhau. Mà tự nhiên bây giờ ra một cái MV làm như người ta cảm giác là hơi hoài nghi. Bây giờ tất cả cái người sánh bước bên tôi như vậy thật sự có phải là cái người yêu tôi thật sự hay không, hay là một cái người vì một nghĩa vụ nào đó hay gì đó mà phải yêu tôi chẳng hạn. Vậy em thấy cái MV này tính chân văn hơi bị cao ha. Kiểu là các bà vợ sẽ tự động nhìn lại chồng của mình. Thật ra cảm ơn chị Kim Thanh rất là nhiều ở cái câu hỏi này. Em suy nghĩ về cái vấn đề này rất là nhiều. Tại vì khi mà mình làm cái MV, chưa cần biết cái MV như thế nào, LGBT là đã nhạy cảm ở Việt Nam rồi. Và đó chính là lý do vì sao mọi thứ trong cái MV của em nó rất là nhẹ nhàng. Chị thấy không? Rõ ràng là cái người bạn trai làm cho mình rất là đau buồn. Anh đi cưới vợ luôn, anh bỏ mình đó, từng thề non hẹn biển luôn, còn bằng chứng luôn đó. Nhưng rồi sao nó vẫn bỏ mình đi, và cái cách xử lý của mình là gì? Ok, em tôn trọng anh,
Em tôn trọng cái quyết định của anh và em chúc cho anh hạnh phúc. Và em sẽ vẫn đi tiếp tục cái con đường của em. Còn cái chuyện mà nếu như vợ anh phát hiện ra anh là người như thế nào đi, thì chị thấy không, em để một cái kết thúc mở. Tại vì khi mà người ta sống với nhau, mỗi gia đình, mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, thì có thể là người này chấp nhận, người kia không chấp nhận, người này gay gắt, người kia không gay gắt, người này kỳ thị, người kia không kỳ thị. Cho nên là em muốn tạo một cái kết thúc mở đó, cho mọi người có một cái thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. À ok, bây giờ là chuyện nó ngừng ở đây rồi đó. Thì mỗi người sẽ có mỗi suy nghĩ về cái cách là cô vợ của xử lý anh chồng như thế nào. Nhưng mà cho tôi tách bạch hai cái vấn đề ra nha. Cái chủ đề LGBT tôi đồng ý là nó nhạy cảm. Và cái cách mà chúng ta là kêu gọi là người LGBT phải sống thật với chính mình, đó cũng là tôi nghĩ là thông điệp hay. Nhưng mà có vấn đề này cần phải tách bạch ra, đó là cái lời bài hát. Và tôi có thấy hai câu này tôi băn khoăn hoài. Câu thứ nhất là chồng em rồi sẽ cũng là của anh, và câu thứ hai là your husband is gay. Thì hai câu này tôi cho rằng rất nhạy cảm. Bởi vì sao? Cách đây vài hôm thì có một cái cô diễn viên, cô ấy đang làm sóng gió dư luận, đang làm điên đảo mọi thứ lên bằng cái phát ngôn tôi là người thứ ba. Người ta đang cực kỳ nhạy cảm với vấn đề là liên quan tới người thứ ba, liên quan tới là hả phải giật chồng. Người ta đang rất là nhạy cảm, và chủ đề đó nó nhạy cảm tới muôn đời rồi. Tự nhiên cái bạn ra bài hát này là hả, tôi cảm thấy hơi căng thẳng ở chỗ cái câu là chồng em rồi cũng sẽ là của anh đó. À, chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh, đúng không? Cái lời bài hát chị hỏi xong đi. Rồi. Ok, cái lời bài hát đó là như vậy, nhưng mà cái cách xử lý của cái nhân vật ở trong cái MV này á, ok, có thể là bạn ấy sẽ thuộc về tôi đó, bây giờ tôi không cần nữa. Tại vì tôi thấy bạn ấy là bạn đã có được cái con đường của bạn ấy rồi, thì tôi tôn trọng cái con đường đó. Tôi không có lên án, tôi không có gay gắt, tôi không có trả thù. Mặc dù là trong tôi hả, nó có rất là nhiều những cái sự phẫn nộ, nhưng mà tôi không thực hiện cái điều đó. Thì Nhân nghĩ đây là một cái hành động và là một cái... Thì cái câu mà chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh, ở trong cái MV này và trong cái bài hát này, nó là một cái chủ đề cụ thể, chứ nó không có gom hết tất cả những cái tình huống như vậy vào với nhau hết. Đó, cho nên là mình không thể nào mà mình đem một hai cái câu hát ra để mà mình quy chụp hết. Còn cái chuyện mà your husband is gay, với cái tính cách của cái nhân vật ở trong cái bài hát này, với tất cả những cái suy nghĩ và điên rồ bạn muốn phá đám cưới rồi này kia, thì chắc chắn là anh muốn nói với cái cô gái đó rằng là em sáng mắt chưa, chồng của em là gay đó. Thì cái câu slogan này nó quá hợp lý rồi, chứ còn câu nào để mà bỏ vào nữa. Còn cái chuyện mà người thứ ba rồi, trong cái khoảng thời gian này tất cả mọi thứ nó đang rất là nhạy cảm này kia, thì Nhân rất là xin lỗi, đó không phải là chuyện của Nhân nên Nhân không quan tâm lắm. Nhưng mà tại vì tôi sợ cái câu mà chàng cho xem bước đây em hụt xa của anh đó, nó sẽ bị quy chụp thành một cái sự cổ suý. Cổ suý là phải đi tấn công, phải đi giục chồng ấy. Nhưng nghĩ là cái này cái gì ta, em quên rồi. Cái cổ suý bị quy chụp là cái à còn cái chuyện mà cái câu mà chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh á. Nhưng nghĩ là khi mà ai nghe cái bài hát này cũng sẽ thấy được cái tính dí dỏm hài hước ở trong đó. Tất cả mọi thứ nó hơi có một chút trào phúng, nó hơi có một chút châm biếm ở trong đó nữa, chứ không phải là một cái gì đó quá tiêu cực rằng là tôi phải giành giật cái này cái kia với bạn để mà tôi có được cái hạnh phúc. Thì những nghĩ là ai nghe bài này cũng sẽ hiểu được. Nhưng mà có khi nào là nó trở thành một cái keyword á, người ta lấy đúng cái hai câu đó người ta viral trên Facebook chẳng hạn, rồi nó ý của Bảo là nó sẽ tạo nên một cái gì đó, một cái trào lưu á, nó sẽ hơi tiêu cực một chút xíu hay không? Mình có lo lắng cái điều đó nếu như nó có diễn ra hay không á? Thật ra có một người nói với em như thế này, nước trong quá thì không có cá. Mà từ trước đến giờ thấy mình cũng hiền quá, mình cũng ít va vấp trúng cái gì. Thì nếu mà bây giờ thì Nhân em đã cố gắng hết sức mình để mà làm được một cái sản phẩm âm nhạc nó có cái sự đầu tư chất xám lẫn hình ảnh lẫn kinh phí rất là lớn như thế này, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra với đứa con của em cũng sẽ cố gắng chấp nhận và em sẽ vượt qua. Như vậy không biết là qua tôi cũng bất ngờ, tại vì tôi nghĩ là Trúc Nhân không có dám làm MV này đâu. Sao vậy? Tại vì nó hả, tôi thấy giống như là một cái tuyên bố come out ấy. Không biết là có nên là bị hiểu là một cái ngầm tuyên bố là tôi come out. Mà đóng trong cái MV này rất đẹp. Đáng ha. Rất đẹp. Xuất sắc tự nhiên, rất tự nhiên. Giống như là bản chất vậy đó. Giống như hơi thở vậy đó. Đúng rồi đó. Cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Hồi giờ em thấy em đóng cái gì nó ra cái đó luôn ạ. Thứ nhất là em đóng cái bán báo, chị thấy không, tưng tửng khùng khùng, mà kiểu là rất là như mọi người nói em rất là châu tinh trì.
em cũng ra được cái chất đó. Rồi cái em đóng tới cái người ta có thương mình đâu, là một cái nhân vật đi kể chuyện. Em cũng rất là ngầu, em cũng rất là xoái ca, em đi kể những cái câu chuyện của mọi người. Xong đến lớn rồi còn góc nhẹ em đóng ngổ nghịch, em đóng là một đứa con bất hiếu này kia vẫn ra luôn. Và đến cái sản phẩm này, tại sao em bị mọi người hỏi như vậy? Tại vì như ngay em đã nói từ đầu, cái chủ đề mà LGBT là nó đã nhạy cảm rồi. Mà khi mà em đóng quá trời đạt như vậy, đến thậm chí em ngồi như bây giờ nha, và cái khoảng thời gian mà em qua bên Thái á, em còn phải chỉ cho các bạn nó diễn như thế nào để mà có thể bitchy một cái cách mà sang chảnh nhất. Ví dụ như cái động tác mà lắc tay này, rồi cái ánh mắt và phải nhìn như thế nào á. Em nghĩ cái này là cái trời phú của em á. Còn cái chuyện mà mọi người nghi vấn về giới tính đồ này kia chỉ vì qua một cái MV thì có rất nhiều ca sĩ Việt Nam đóng LGBT rồi, chứ đâu phải mình em đâu. Mà có ai bị nghi không ta? Ai cũng bị nghi hết. Ai cũng bị nghi đúng không? Vậy thôi, chuyện của em nó cũng đâu có gì đâu lạ. Cái hồi mà thật bất ngờ đó, yeah. Cái phần MV đó là sau khi đóng là giống như là cháy túi hết luôn. Là một cái mà để lại cho mình rất là lo lắng. Tại sợ cái MV mà nếu mà nó không thành công, mình không có show thì không biết là bước tiếp như thế nào, yeah. Thì với cái MV này thì nó ra sao? Với cái MV này, như em đã chia sẻ từ hồi nãy trong cái buổi họp báo á, là nó là một trong những cái dự án nhỏ trong một cái dự án khủng của em. Cho nên là tiền vẫn còn nhiều. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tất cả những cái khoảng thời gian vừa qua, mọi người có thấy em đồ hiệu rồi lâu xé hơi gì đó không? Nói chung là em thấy em vẫn còn rất là nhiều những cái sức trẻ. Hãy làm những cái gì mà để bản thân mình đừng có hối tiếc khi mà mình lớn tuổi hơn chút. Một câu nữa là nhiều người nói là hồi xưa đó Trúc Nhân ở bên ngoài rất là tếu táo, rất là dễ thương, cho nên cái cá tính của Trúc Nhân á, khi xuất hiện đến đâu á, nhiều người rất là thích. Và cái điều đó thể hiện trong những cái MV của mình rất là dữ dội và rất là chất. Nhưng mà sau này á, gần như là Trúc Nhân không biết là trải qua sóng gió bể dâu cuộc đời hay là có một lý do gì đó, thì cái MV thì nó vẫn còn chất, nhưng mà bên ngoài của Trúc Nhân á, nó giống như là một cái sự kín kẽ nhiều hơn, một cái sự mà giống như là không muốn để cho người ta thấy được những cái chất mình đó nữa, hoặc là nó đã mất, hoặc là nó như thế nào nữa. Tám thấy em có vẻ trầm hơn đúng không? Đúng rồi. Các phóng viên cũng nói luôn là rất là khó khai thác Trúc Nhân. Đúng rồi. Các phóng viên cũng nói có, tức là cảm giác là Trúc Nhân bây giờ an toàn hơn, mà vốn dĩ mọi người rất là thích Trúc Nhân ngày xưa hơn. Thật ra thì sau một cái khoảng thời gian vừa qua, có những cái điều mà em không tiện để mà chia sẻ. Thứ nhất, em không có sống ở Việt Nam. Cái đó ai cũng biết, không cần chia sẻ. Đó là em không có sống ở đây, cho nên cái cơ hội để mà em gặp mọi người nhiều như cái hồi trước đó, nó cũng ít hơn. Ví dụ như hồi trước á, Tám gọi em tiếng, cái chạy qua đọc quảng cáo ẩm thực gì đó, cái em chạy ồ qua tầm 15-20 phút gì đó. Còn bây giờ cái chuyện đó nó đối với em nó cũng khó khăn hơn nhiều. Cho nên là em có cảm giác là cái connect của em với mọi người á, hình như là nó không có bền chặt như cái hồi trước nữa. Cho nên đó cũng chính là lý do vì sao mà em có một cái dự án khủng như thế này, để em tự ghim cái bản thân mình lại rằng là phải làm. Tại vì bắt buộc em phải có sản phẩm, thì đó là cái cơ hội duy nhất để em có thể gặp được báo giới và truyền thông. Và cái buổi họp báo ngày hôm nay nó cũng xuất phát từ trong một trong những cái lý do đó, là em rất là muốn gặp lại mọi người. Nhưng mà ý nói là cái cách Trúc Nhân tiếp xúc mọi người, cách nói chuyện nó không còn tửng, nó không còn cái kiểu như ngày xưa nữa đó. Em nghĩ cái điều này chắc là ba mẹ em cũng có được cái cảm nhận đó. Tại vì em nghĩ ai rồi cũng trưởng thành theo một cái cách nào đó cho bản thân mình. Và em không biết là một lý do gì mà cứ thời gian nó qua đi á chị, tự nhiên em... Và em không biết một cái lý do gì mà thời gian nó qua đi á, em lại càng ít nói, và em lại càng lặng lẽ và thầm lặng hơn. Và em muốn chỉ im lặng và làm sản phẩm thôi. Và em muốn mọi người vui và mọi người hạnh phúc theo cái kiểu của em.